Nói thật với con chứ, chuyện mà mình rửa xe phải có ý thức chứ không có ý thức là cùng bất xúc. Áo nó sạch xe, nếu có chuyện có mặt thì người ta phải có cái phản cảm chứ, người ta phải có suy nghĩ. Hiện nay thì một phần bên ngoài này thì vỉa hè bên trong này thì cũng nói chung là cũng là vỉa hè nhưng mà gọi là tạm được để họ chấp nhận cho mình làm. Bởi vì mình làm thế này là có một phần của vỉa hè nữa thì người ta cũng chấm trước. Mình trình bày hoàn cảnh với điều kiện gia đình thì họ cũng tạo điều kiện cho mình kiếm sống. Hiện nay là cái khó khăn nhất của chúng ta là hiện nay là các gia đình ở mặt phố là đang còn thực hiện việc kinh doanh ở vỉa hè, trong đó có rửa xe. Thì quá trình xử lý thì cả hộ gia đình lại đưa máy vào trong nhà rồi kéo dây ra để rửa. Cho nên là cũng rất khó trong xử lý. Tuy nhiên là với cái tinh thần chỉ đạo quyết liệt của là phường cũng như thành phố thì sắp tới sẽ tiếp tục vận động bà con nhân dân. Đối với những ai đủ điều kiện rửa xe vỉa hè trong gia đình thì là có nơi rửa, thu gom rác, thu gom cái cát sạn. Còn những đối tượng gia đình nào không đủ điều kiện thì kiên quyết sẽ xử lý.